Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Thị trường ngày hôm nay tiếp tục duy trì cái đà tăng giá với động lực tăng giá tốt hơn cái phiên giao dịch của ngày hôm qua, được thể hiện rất rõ trên cái mặt điểm số lẫn thanh khoản. Khi ngày hôm nay thị trường tăng khoảng 4,49 điểm, đi kèm với đó là một trạng thái thanh khoản có một sự gia tăng đột biến cao hơn trung bình của 20 phiên. Cụ thể thị trường ngày hôm nay giao dịch khoảng 650 triệu cổ phiếu, thì đây là tín hiệu tương đối tốt. Dòng tiền ngày hôm nay chúng ta thấy được nó có một sự dịch chuyển sang các ngành cổ phiếu của bất động sản. Khi dẫn dắt chính là con cổ phiếu của DG, chúng ta thấy được ngay vào đầu phiên giao dịch DG đã ngay lập tức mở gap và có một trạng thái bật tăng tương đối tốt, và chúng ta thấy được khi kết thúc phiên nó trong một trạng thái là kịch trần. Cùng với đó chúng ta thấy được những con cổ phiếu khác trong ngành cũng có một trạng thái bật tăng tương đối tốt, ví dụ như con cổ phiếu nhỏ, những con cổ phiếu của ITC hay là con cổ phiếu của DTD hay là con cổ phiếu của SCR cũng có trạng thái tăng khoảng 4,42%, hay những con cổ phiếu khác như con cổ phiếu của DIC hay là con cổ phiếu của Shell, chúng ta nhìn thấy được ngày hôm nay nó cũng tăng rất tốt đúng không ạ? DIC tăng 3,51%, hay là con cổ phiếu của Shell thì nó cũng có một trạng thái tăng khoảng 4,07%. Thế anh chị em chúng ta có xem video ngày hôm qua của em, anh chị cũng biết được là trong phiên dịch của ngày hôm qua em cũng đã lấy vị thế trước đối với con cổ phiếu của Shell ở vùng giá khoảng 24.3. Thì ngày hôm nay vào phiên dịch thì với một cái động lực tăng giá tương đối tốt của nó, thì em cũng đã lấy thêm cái vị thế ở vùng giá khoảng 24.9, và em cũng đã báo anh chị em khách hàng là có thể lấy sớm với thời điểm bán sáng ở cái vùng giá khoảng 24.7 cộng trừ, thì sau đó nó kéo lên cái vùng giá khoảng 24.9, thì nếu như chị lấy vùng giá đó thì cũng khá là ok chị nhá. Đấy, nhìn chung thì em mua ra sao thì em cũng báo với anh em khách hàng là như vậy. Các cái nhóm ngành cổ phiếu khác trên thị trường của chúng ta ngày hôm nay thì nó vẫn vận động là tương đối là tích cực thôi, nó cũng không có gì là xấu cả. Khi chúng ta nhìn thấy về cái độ lan tỏa dòng tiền, thị trường của chúng ta vẫn có 280 mã cổ phiếu đang giá, chiếm khoảng gần 65%. Và các cái nhóm cổ phiếu ngày hôm nay nó không có sự tăng giá, nó có thể là tăng nhẹ hoặc nó có những sự điều chỉnh nhẹ, thì nó lại mở ra cơ hội để cho chúng ta có những điểm mua mới chị nhá. Ngày hôm nay cũng sẽ có cho chúng ta những cái cơ hội mua ở trong một số cái nhóm này, thì phần sau em sẽ chia sẻ phân tích chi tiết hơn với anh chị em chúng ta. Còn ngày hôm nay em cũng báo với anh chị em khách hàng là đã tham gia ở một số cái nhóm cổ phiếu, tất nhiên là không phải cổ phiếu chỉ có riêng cổ phiếu bất động sản đâu chị nhá, còn những cái nhóm ngành cổ phiếu khác. Đấy, thì em sẽ phân tích ở phần sau của video. Cơ bản thì cái thị trường nó vẫn như vậy thôi, nó vẫn là cái trạng thái dòng tiền nó cứ chạy loanh quanh hết dòng cổ phiếu này sang dòng cổ phiếu khác, nên cho chúng ta quan trọng là chúng ta phải biết nắm giữ cổ phiếu, còn chúng ta đừng có nhảy nhót. Chẳng hạn như ngày hôm nay cũng có một số anh chị chúng ta nhắn tin cho em bảo là con NKG anh chị chúng ta bán đi và chúng ta đợi nó chỉnh trở lại thì chúng ta mua, nhưng anh chị đâu ạ, anh chị bán đi một cái thì ngày hôm nay nó vẫn tăng 0,66%. Thế thì thà chúng ta cứ ôm cổ phiếu đợi cho nó chạy hết cái trend tăng giá của nó chúng ta bán, nó mới là cái hợp lý đúng không chị? Còn việc mà chúng ta cứ khôn vặt chúng ta bán đi, chúng ta đợi chỉnh chúng ta mua lại thì nhiều khi chúng ta lỡ cả cái con sóng đấy chị nhá. Đấy, ví dụ như ngày hôm qua bất động sản có một trạng thái điều chỉnh và những cái nhóm cổ phiếu khác có một trạng thái tăng giá, ví dụ như anh cổ phiếu của thép đi, anh chị chúng ta lại bán cổ phiếu của bất động sản, chúng ta nhảy sang chúng ta mua lại cổ phiếu của thép, thì ngày hôm nay thép nó lại không tăng giá, bất động sản lại tăng giá, thế thì có phải chúng ta cứ bán đi rồi chúng ta lại mua lại cổ phiếu mà chúng ta vừa bán đi ở những cái vùng giá cao hơn đúng không chị? Đấy, thì anh chị lưu ý cho em cái bối cảnh thị trường hiện tại anh chị nhá. Phải quan trọng nhất là cái việc chúng ta làm sao kiên trì nắm giữ được cái cổ phiếu của mình, đợi dòng tiền nó sẽ quay trở lại với chúng ta. Anh chị nhìn thấy rồi, vận động thị trường nó vẫn như vậy thôi, nó cứ hết ngày hôm nay sang nhóm ngành này, ngày mai sang nhóm ngành kia, thì ngày mai theo anh chị chúng ta sẽ là nhóm ngành cổ phiếu nào, thì phần sau video sẽ chia sẻ với anh chị một số nhóm ngành mà em đánh giá có thể ở phiên giao dịch của ngày mai nó có trạng thái là tăng giá chị nhá. Anh chị nhớ like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho những cái chia sẻ của em, bỏ một chút thời gian ra để ủng hộ em chị nhá, rất là cảm ơn anh chị. Và anh chị em chúng ta mà có nhu cầu, đấy, hiện tại chúng ta chưa có những người tư vấn thực sự đưa cho anh chị những cái hướng tham gia thị trường, những cái nhóm ngành cổ phiếu hay cổ phiếu để tham gia trong cái phiên giao dịch, thì chúng ta cần tìm những cái người tư vấn đúng không ạ? Thì anh chị có thể tham gia với Zoom khách hàng của em, thì trong phiên bất kỳ một cái cổ phiếu nào có thể chú ý, có thể quan sát để cho chúng ta những cái điểm mua, thì em báo với anh chị em chúng ta rất là sớm, và khi đạt tiêu chí là em sẽ báo anh chị lấy ở những cái vùng giá rất là cụ thể nhé anh chị nhá. Anh chị cứ tham gia và anh chị sẽ biết. Anh chị chỉ cần có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc là TCBS, anh chị gắn ID của em. Và anh chị có thể tham gia dưới nước Zoom thu phí thì rất là cảm ơn anh chị. Và anh chị cũng có thể tham gia vào cái Zoom cộng đồng ở bên dưới phần comment của em anh chị nhá. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích thêm, chúng ta sẽ tiếp tục vào cái đồ thị chỉ số VN Index để chúng ta xem thị trường có đang ổn hay không. Cấm để chúng ta xem cái thị trường là gì để chúng ta biết được cái xu hướng thị trường hiện tại có ổn hay không, chúng ta có vào đúng nhịp thị trường hay không, và sau đó chúng ta mới bắt đầu đi chọn cổ phiếu. Tức là chúng ta phải có một sự tôn trọng đối với thị trường chung mình nhá. Đấy là lý do vì sao tôi sẽ phân tích thị trường chung. Thế anh chị có thể thấy được là thị trường ngày hôm nay tăng 4,49 điểm, tương tăng 0,43% và đóng cái mốc điểm 1058.26 điểm. Thanh khoản thì có một sự cải thiện, chúng ta có thể nhìn thấy được là
ngày hôm nay thanh khoản và giá cũng tốt hơn so với phiên giao dịch của ngày hôm qua. Một cái điểm tốt nữa chị có thể nhìn thấy được, đó chính là về hình thái cây nến vận động của ngày hôm nay, là một cây nến thị trường chúng ta đầu phiên nó có một trạng thái là hơi rũ đỏ xuống bên dưới, đầu phiên nó mở gắt ra một chút, sau đó lớp gáp và bắt đầu nó rũ đỏ xuống bên dưới, và cuối phiên bắt đầu nó có một cái sự là hồi phục rút chân hướng lên bên trên và đóng nến trong một trạng thái gần như cao nhất phiên. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy cây nến ngày hôm trước và ngày hôm nay nó gần như là phủ định cho nhau, đúng không ạ? Ngày hôm qua là một trạng thái bị bán ngược thì ngày hôm nay nó hoàn toàn là phủ định lại cái cây nến tăng giá đó. Cái điểm nữa là chị biết được là ngày hôm nay chính là ngày mà cái lượng hàng T2.5 của phiên giao dịch của ngày mùng 8 tháng 5 nó về, đúng không ạ? Một cái phiên bùng nổ thị trường chúng ta về. Nhưng cái dòng tiền nó chấp nhận để mua những cái cổ phiếu của anh chị mà mua ở cái phiên giao dịch của ngày hôm mùng 8 tháng 5 với những cái vùng giá cao nhất, tức là nó thể hiện trong cái động lực tăng giá vẫn có thể sẽ tiếp diễn. Tức là sao? Tức là khi mà dòng tiền lớn người ta đã chấp nhận là ngày hôm nay người ta sẽ mua lại những cái lượng hàng mà anh chị bắt được ở cái cây ngày mùng 8 tháng 5, mua với cái mức giá cao, thì khi mà người ta mua ở vùng giá cao thì có phải mục đích của người ta vẫn là phải kỳ vọng là thị trường nó vẫn còn tăng tiếp để người ta bán ở những vùng giá cao hơn, đúng không chị? Đấy, cái bản chất rất là đơn giản thôi. Tức là người ta đã chấp nhận mua vùng giá bên trên cao đây, người ta chấp nhận những anh chị mua đây, à, người ta chấp nhận mua ở những vùng giá bên trên cao, thì chắc chắn là cái động lực tăng giá vẫn sẽ còn, bởi vì người ta kỳ vọng thị trường sẽ đi lên, đúng không chị? Cộng với yếu tố thanh khoản nó sẽ gia tăng, tức là người ta nhảy vào, người ta đỡ giá cây okay, ngày hôm nay đỡ giá của cái vùng cản ở vùng giá bên trái đây, chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Vùng giá từ 1055 đến vùng giá khoảng 1060, tức là cái dòng tiền vào rất là tốt, nó đã chấp nhận hấp thụ toàn bộ những cái lượng cung ra đấy. Thì đó là lý do vì sao mà em đánh giá phiên ngày hôm nay là phiên vận động tương đối tốt của thị trường của chúng ta. Còn nếu như cái dòng tiền ngày hôm nay là yếu chị nhá, nếu như dòng tiền ngày hôm nay yếu và cái lượng cung ra mạnh thì thị trường của chúng ta nó sẽ khó để duy trì được một cái phiên mà rút chân hướng lên bên trên, cùng với đó là một trạng thái thanh khoản có sự gia tăng chị nhá, và đóng phiên cao nhất đâu nhá. Nếu dòng tiền yếu thì nó phải đỏ trở lại, đúng không chị? Hay nó ở trong một trạng thái là một cây nến có thể là lưỡng lự chẳng hạn đó, nhưng mà ngày nay nó khác, nó đóng một trạng thái cao nhất. Thì đó là cái điều mà chúng ta có thể phân tích ở phiên giao dịch của ngày hôm nay. Nên với cái động lực nhá chị nhá, nên đối với cái động lực tăng giá ngày hôm nay thì có thể thị trường chúng ta nó sẽ tiếp tục duy trì cái đà tăng giá ở trong những cái phiên giao dịch tới, thì có thể thị trường nó sẽ đi theo một số kịch bản như sau. Kịch bản thứ nhất là em đã nói ở video ngày hôm qua rồi, tức là thị trường của chúng ta nó sẽ đi theo cái kiểu là gì, cứ phiên nổ lên cụt đầu xong phiên sau lại hồi phục hướng lên bên trên, nó giống như chị này, nổ đúng không ạ, giảm này hồi phục này, ngày mai lại nổ đúng không ạ, ngày hôm sau lại giảm, tức là ngày mai nhá, thị trường chúng ta anh chị nhìn này, nổ lên bên trên này, sau đó nó lại có một trạng thái là ngày hôm sau đó lại giảm giá đầu phiên, cuối phiên nó lại rút chân lên bên trên đấy, nó cứ vận động như vậy, sau đó nó lại tăng giá lên bên trên và nó gì, nó sẽ bị giảm cụt đầu cuối phiên và sau đó lại rút chân, và cuối cùng thị trường sẽ bước vào một nhịp chúng ta gọi là nhịp tăng nước rút, chạy nước rút nơi chị này đó, nó sẽ tăng nước rút một vài phiên, sau đó thị trường nó sẽ kết thúc cái nhịp tăng giá chị nhá. Thì đấy là cái kịch bản thứ nhất mà em đánh giá là thị trường nó có thể ra, tức là nó sẽ đi theo hình zig zag tăng giảm tăng giảm tăng giảm tăng giảm, được chưa? Anh chị cứ nhìn vào dọn trước đây là chị sẽ thấy được là kịch bản thị trường sẽ như vậy, hay kẻ dọn đây thôi mà chúng ta cũng nhìn thấy này, đó nó cứ tăng đúng không ạ, nó tăng lên này, sau đó nó giảm này, đó nó sẽ hồi này, tăng này, điều chỉnh này, đấy nó cứ đi theo kiểu như vậy chị nhá, cứ đi rách rắc như vậy. Đấy là cái kịch bản thứ nhất đối với thị trường của chúng ta, là nó sẽ đi theo kiểu là sideways, tức là nó sẽ cứ dốc này, nó sẽ không đi ngang. Còn kịch bản thứ hai là thị trường của chúng ta nó sẽ tạo ra cái vùng đi ngang đây trước khi nó có thể bứt phá. Đấy, có thể là gì ạ? Có thể là nó sẽ đi ngang đây và nó sẽ chờ nó test về cái kênh chen giá tăng đây. Đấy thì có thể ngày mai đúng không ạ? Có thể ngày mai thị trường của chúng ta nó tăng đầu phiên sau lại giảm xuống bên dưới này. Sau đó là gì? Sau đó nó sẽ có một phiên test lại cái vùng đáy ở vùng giá khoảng 1050 điểm. Đó có thể sẽ test sâu đây. Sau đó nó lại rút chân lên thì chúng ta vẫn là những cái điểm mua, chúng ta mua test cung đối với cái con cổ phiếu thị trường chưa? Nó cứ giảm xuống và nó có một phiên rút chân hướng lên bên trên và cái thanh khoản thấp thì là tốt. Và sau đó chúng ta lại có những điểm mua thôi. Đấy thì về cơ bản nhá. Về cơ bản anh chị cứ chờ cho em thị trường lại khi nào nó xảy ra những cái phiên như đây này. Khi nào xảy ra những cái phiên như đây này. Khi nào thị trường xảy ra những phiên đây thì là những cái phiên mà anh chị em chúng ta mua nó sẽ là tốt nhất. Tức là chúng ta sẽ không mua những cái phiên nổ. Chúng ta sẽ mua những cái phiên mà cổ phiếu đa phần những cái phiên này là cổ phiếu sẽ có trạng thái test cung. Thì anh chị sẽ mua đây nó sẽ là ok nhất, được chưa? Đấy thì cơ bản anh chị nhá. Cơ bản thì em vẫn đang đánh giá một cái xu hướng thị trường nó khá là tốt. Đấy, em vẫn chưa có những quan điểm gì về thị trường là nó đang có những tín hiệu xấu ở đây. Em vẫn đang đánh giá là thị trường nó sẽ có xu hướng để nó tiếp tục tăng giá trong thời gian tới chị nhá. Xu hướng chính vẫn là đang đi lên, bởi vì nó đang tạo ra một cái trend xu thế rõ ràng như vậy rồi thì chúng ta còn lăn tăn cái gì nữa không chị? Anh chị có nhớ ở phiên giao dịch này không ạ?
khi mà người ta vẫn còn sợ sập đúng không ạ? Ở phiên giao dịch của ngày 26/4 khi người ta còn sợ sập, em đã bảo là rất nhiều khả năng cái phiên giao dịch của ngày 26/4 khi nó đã phủ nhận cái tăng giảm giá trước đó thì đây rất dễ là cái gì, cái điểm mà thị trường chúng ta nó sẽ tạo đáy đây. Và chị thấy đúng chưa? Từ thời điểm đó đến bây giờ thị trường của chúng ta cân bằng và tổ đi lên. Đúng không ạ? Đấy, thì cái thì hiện tại em đánh giá thị trường là cái xu hướng của nó vẫn sẽ là ok, vẫn sẽ là đi lên được chưa? Đấy là quan điểm của em. Đấy, còn em ở bên ngoài chị sẽ vẫn nghe thấy những người ta sẽ bảo thị trường sập, sắp sập hay là thị trường thế này kia. Nhưng em bảo lưu quan điểm của em sẽ là như vậy chị. Khi mà thị xấu em sẽ bảo xấu, khi nó giảm đây xấu em sẽ bảo xấu. Còn khi mà thị trường của chúng ta nó vẫn đang có xem như thế này, chúng ta có gì phải sợ không chị? Còn khi chị đầu tư ấy, mà cứ có nhiều người người ta vẫn bảo là thị trường sập thì đó mới an toàn. Còn khi ông nào cũng hô lên thì đó mới là những cái rủi ro. Anh chị nhá. Đấy thì với quan điểm của em như vậy thì việc của anh chị em chúng ta bây giờ ấy, vẫn là tìm kiếm cổ phiếu của chúng ta tham gia. Còn nhiều anh chị sẽ hỏi là thế bây giờ thị trường tăng như vậy rồi, nó cũng sắp sửa chạm lên những vùng cản bên trên rồi thì cái việc của anh chị em chúng ta sẽ là gì? Thì việc của anh chị em chúng ta ấy, là cứ nắm giữ cổ phiếu. Nhiều anh chị sẽ bảo là có nên chốt lời cổ phiếu hay không? Thì quan điểm của em, chúng ta không nên chốt lời cổ phiếu quá là vội chị nhá. Trừ khi những cái cổ phiếu của anh chị em chúng ta nó chạm về những vùng cản chẳng hạn, những vùng cản dày chẳng hạn, hoặc là nó đã xuất hiện những cái tín hiệu mà nó có những tín hiệu phân phối ở trong những cái dòng yếu chẳng hạn. Chẳng hạn như giai đoạn trước chúng ta sẽ nhìn thấy nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán nó sẽ tăng rất là tốt, nhưng giai đoạn này chúng ta sẽ nhìn thấy một số cổ phiếu chứng khoán đã bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu rồi, thì chúng ta có thể canh, chúng ta chốt bớt những cái lợi nhuận trong nhóm ngành đó. Còn khi chị đã cầm được những cái cổ phiếu trong những cái nhóm ngành tốt đang trong cái xuống tăng giá, chẳng hạn như chị đang cầm bất động sản, lý do gì anh chị chốt? Anh chị không có lý do gì anh chị chốt đúng không chị? Thì anh chị việc gì anh chị em chúng ta phải bán? Thì đó là cái lý do vì sao mà anh chị em chúng ta nếu như cầm cổ phiếu tốt rồi thì không có lý do gì chúng ta phải bán, trừ khi chúng ta cầm những cái nhóm ngành yếu nó tiệm cận về những cái vùng cản dày rồi, nó xuất hiện những cái tiệm phân phối rồi, nó có những cái tín hiệu về kỹ thuật nó không tích cực thì anh chị em chúng ta mới nên chốt lời cổ phiếu rồi ạ. Còn chúng ta đừng có chốt theo kiểu là chẳng hạn như con cổ phiếu của Nam Kim này, nó vừa mới đi lên từ đáy xong, nó vừa có điểm đây chúng ta sẽ gọi là một cái điểm swing nhỏ của nó chị nhá. Nó vừa đi lên xong tạo ra một hình vai đầu vai nhỏ đây đi lên. Lý do gì chúng ta phải bán đúng không ạ? Anh chị bán đây có phải là anh chị bán ngay cái vùng nó vừa xuất phát đi lên đúng không ạ? Thì ngày mai chị em chúng ta lại đua ở trên bên trên lại đua ngay vùng đỉnh. Thế chúng ta cứ mua được lãi một chút và chúng ta lại lên bên trên chúng ta lại mua ngay vùng đỉnh. Đúng không ạ? Thì anh chị phải kiên nhẫn, chúng ta nắm giữ đối với những cái nhóm ngành cổ phiếu nó vừa đi lên. Không có lý do gì chúng ta phải chốt đâu anh chị, trừ những cái nhóm ngành yếu thôi. Đấy là câu trả lời cho em về cái việc là anh chị có nên chốt lời cổ phiếu không. Em thì em vẫn chưa báo chị em khách hàng là bán chốt những cái con cổ phiếu nó mang cái trọng ở trong những cái nhóm ngành chẳng hạn những bất động sản hay là những cái nhóm ngành mà nó vẫn đang vận động tốt chị nhá. Đấy, chỉ có những cái nhóm ngành nó yếu ấy thì em mới bảo chốt thôi, chẳng hạn như con LDG ngày hôm nay nó vẫn tăng. Đấy thì em bảo anh chị em khách hàng từ hôm qua rồi là cứ canh chốt thôi. Đấy, lãi thì cũng khá là ok đúng không ạ? Bây giờ là được khoảng 3,53, ngày hôm qua nó cũng tăng được khoảng 3,66. Đấy, hay là con NBB thì đấy, những cái con cổ phiếu này nhỏ nhỏ thì em cũng bảo là một số anh khách hàng này ngày hôm nay về thì em bảo chốt thì cái khoản lợi nhuận mà được thì sau hai phiên dịch cũng khoảng 4-5% thôi, đánh lướt cà phê chỉ thế thôi chị ạ. Đấy, còn những cái cổ phiếu nó khỏe chẳng hạn như con SSC này. Đấy, hay là con nếu anh chị mua được những con cổ phiếu như Shell này. Đấy, hay là anh chị mua được con DIC này hay là APS này. Anh chị đúng không ạ? Những cái cổ phiếu này có lý do gì phải chốt mà em vẫn đang cầm thôi. Đấy, khách hàng của em vẫn đang cầm thôi chị ạ. Chúng ta chả có lý do gì chúng ta phải chốt những cái cổ phiếu đó chị nhá. Hay là HSG thì em vẫn bảo cầm thôi. Đấy, HSG mua vùng giá bên dưới này thì chúng ta có lý do chúng ta phải bán thôi. Chúng ta ngồi ấm ở trong cái vùng nền giá này thì chúng ta có gì chúng ta phải bán. Bây giờ nó xây cái nền giá này tiếp tục và cái khả năng sẽ đi. Đấy, kịch bản chúng ta vẽ đây rồi. Đúng không ạ? Cứ cho xây cái nền giá vài phiên thì chúng ta có thể có những điểm mua gia tăng ở đây. Đúng không anh chị? Đấy. Những cái cổ phiếu này hay con cổ phiếu của LS em vẫn đang giữ đây. Và cái khoản lợi nhuận đối với LS của em đã lên đến khoảng gần 15%. Anh chị nhá. Gần 15% rồi. Một cây 10% đây và hai cây đây là một cây 3% cộng với 2%. Gần 15% rồi anh chị nhá. Đấy, chúng ta phải nắm giữ được khi những cái cổ phiếu nó vẫn đang trong trạng thái tốt. Được chưa? Và ưu tiên cái chiến lược hiện tại thì vẫn là chúng ta sẽ là mua ở nền giá cho em. Được chưa? Mua ở nền và chúng ta sẽ bán ở những cái cây nổ đi. À, chúng ta mua nền và chúng ta săn những cái điểm nổ. Đấy, ít nhất là chúng ta phải ăn được cây nổ. Chứ chúng ta hạn chế mua những điểm nổ nhá. Và nói đến cái vấn đề là cái việc mua điểm nổ. Đấy, thì ngày hôm qua cũng có một cái bạn xem kênh của em nói đến cái vấn đề là bạn ấy comment và bảo là cái phương pháp mua nền giá là nó rủi ro. Đấy, rủi ro và đang có vấn đề. Và bạn ấy bảo là mua nền giá chỉ mua một phần tỷ trọng thôi và đợi đến khi nào mua một tỷ trọng nhỏ chưa chị nhá. Còn đợi đến khi nào cổ phiếu nó nổ thì mới gia tăng. Đấy. Nhưng anh chị chúng ta bây giờ phải đặt ra câu hỏi, nếu như anh chị chúng ta biết cái cổ phiếu đó có xác suất đi lên khoảng 70 đến 80% ở cái điểm đó, ở cái nền giá đó,
thì anh chị em chúng ta có mua sớm ạ? Tất nhiên chúng ta mua sớm thôi, bởi vì sao? Bởi chúng ta sẽ có những cái tiềm năng lợi nhuận cao hơn, đúng không chị? Chúng ta sẽ không phải đu lận cổ phiếu, đúng không chị? Thứ hai gì ạ? Thứ hai là anh chị chúng ta mua ở nền giá, nhưng không phải là chúng ta cứ nhìn thấy một cái nền giá chúng ta mua, đúng không? Không phải đây là một cái nền giá chúng ta mua đấy, không phải đây là cái nền giá chúng ta mua, mà chúng ta phải gì ạ? Chúng ta cần phải có những cái điểm mua cụ thể, chúng ta phải có đúng một điểm mua thôi. Gần như chúng ta chỉ có một đến hai điểm mua, và cái điểm mua đó em hay nói với chị ấy, chính là cái điểm mua test cung, điểm mua test cung. Thì vậy thì cái bạn nói cái điều đó đã dành bao nhiêu thời gian ra để nghiên cứu cái điểm mua nền giá, đã dành bao nhiêu thời gian để backtest lại trên thị trường của chúng ta những cái điểm mua test cung nó có những cái đặc điểm gì, nó cần những yếu tố gì, nó có thể đi lên, đúng không chị? Còn về cái yếu tố chị bảo là gì, rủi ro này, vấn đề này, nhưng đấy là tùy góc độ của từng người. Nếu chị nói như thế thì chị đang có những quan điểm phiến diện, đúng không chị? Bởi vì sao? Bởi vì anh chị nhìn thấy những cái người người ta leo núi, những cái người người ta đua xe công thức 1, những người người ta đua mô tô tốc độ cao, thì anh chị chúng ta nhìn thấy anh chị sẽ bảo rủi ro, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bảo rủi ro, nhưng đối với họ thì sao? Đối với họ là một chuyện rất là bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã master với cái phương pháp đó, với cái nghề nghiệp đó của họ. Và khi anh chị em chúng ta đã master cái phương pháp của mình là mua nền giá rồi, chúng ta tự tin rồi, thì chúng ta có cái lý do gì mà chúng ta phải thấy rủi ro, đúng không chị? Đây là góc nhìn của từng người, đúng không chị? Nên khi cái quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng cho mình một cái phương pháp đầu tư, anh chị ạ. Chúng ta phải xây dựng cho mình một cái phương pháp đầu tư. Anh chị em chúng ta có thể mua nổ, tùy anh chị em chúng ta có thể mua này. Nhưng cái quan trọng là cái hiệu quả ra sao. Đấy, cái quan trọng là cái mức độ hiệu quả ra sao. Và anh chị em chúng ta dành bao nhiêu thời gian để anh chị nghiên cứu cái phương pháp mua đó. Đấy, còn anh chị thấy được, anh chị xem kênh của em, anh chị biết được, em đã khuyến nghị anh chị em khách hàng của em và bản thân em đều mua nền giá thôi anh chị nhá, đều mua nền giá. Và anh chị thấy được cái độ hiệu quả ra sao và cái mức độ em dự đoán được cái cổ phiếu đó đi lên cái tỷ lệ ra sao ở trong các nhóm ngành. Và em, anh chị đúng không ạ, em luôn là người ngồi vào cái nền giá trước và sau đó cổ phiếu đến khi hàng về nó có những trận đáy bật tăng và em không cần phải đua lệnh, đúng không chị? Và chúng ta sẽ có tối ưu nhất những cái khoản lợi nhuận. Và anh chị chú xem một cái điểm và cái điểm nổ của chị nhá. Điểm nổ làm cái lý thuyết cũ rồi, anh chị em chúng ta đọc sách, 1.000 người đọc sách, 1.000 người biết, đúng không chị? Và cái điểm nổ ấy thì ai cũng nhìn ra được, ai cũng nhìn ra được. Vậy thì ai cũng nhìn ra được cái điểm nổ như vậy thì nó có thực sự là hiệu quả hay không? Và chúng ta có thời gian, anh chị em chúng ta ngồi, anh chị em chúng ta bắt đầu canh, chúng ta tính toán từng cái vôn vào có đạt hay không, giá vào có đạt hay không. Và đến khi giá và vôn đạt, có khi nó có tăng kéo tăng trần rồi, vậy thì anh chị em chúng ta có dám mua hay không? Và chúng ta đặt ra một cái giả thiết, nếu như cái phiên bùng nổ đó mà nó bị cụt đầu thì chúng ta sẽ làm sao? Đúng không ạ? Anh chị đã đặt ra những cái câu hỏi đó hay chưa? Đấy, và trong cái bối cảnh thị trường sideways hay là downtrend thì cái việc mà anh chị em ta mua điểm nổ nó cực kỳ là rủi ro. Anh chị cứ backtest lại, anh chị sẽ thấy đối với thị trường hiện tại nhá. Anh chị mua ở điểm nổ, đa phần cổ phiếu về cái khoản lợi nhuận anh chị em chúng ta đạt được nó sẽ không cao. Thậm chí nhá, thậm chí chúng ta còn gặp phải những cái khoản lỗ nếu như chúng ta mua ở những vùng giá cao. Bởi vì mua điểm nổ ấy, thì người ta sẽ thường là tính gì, cái giá tăng phải trên 3,5% hay 3%, cùng với đó là thanh khoản phải cao hơn trung bình 100 trung bình của 20 ngày 150%. Thì khi đạt những cái trạng thái đó thì thường cổ phiếu đã kéo trần rồi, hoặc là kéo lên 4-5% rồi, thì chúng ta có vị thế tốt rồi, mấy phiên sau nó rũ ngược trở lại và chúng ta sẽ là những cái người gặp phải cái tình trạng là gì ạ? Gặp phải cái tình trạng là chúng ta sẽ bị rũ bỏ ra khỏi cổ phiếu nhá chị nhá. Nên khi mà chúng ta đưa ra quan điểm thì anh chúng ta nên có những cái đưa ra những cái bằng chứng lý lẽ làm sao nó thực sự hợp lý chị nhá. Còn em vẫn đang áp dụng cho khách hàng của em và bản thân em vẫn mua đây. Có vấn đề gì thì anh chị xem kênh của anh chị biết, đúng không ạ? Luôn là những cái điểm mua test cung, chúng ta cái điểm mua test cung anh chị chúng ta nhá, đừng nghĩ đơn giản nhá, nó không hề đơn giản đâu và chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian chúng ta nghiên cứu. Đấy, cái đó chỉ trong khóa học của em thì em có chia sẻ chị nhá. Đấy, còn bên ngoài em cũng không chia sẻ chi tiết cho anh chị em chúng ta vì sao em lại biết đấy là điểm mua test cung đâu. Tất nhiên chúng ta nhìn thấy có rất nhiều, nhưng mà cái việc chúng ta mua nó đúng cái điểm đó mới là quan trọng nhá. Rồi bây giờ em sẽ phân tích với anh chị em chúng ta một số cái nhóm ngành cổ phiếu. Đấy, thì bản thân em nhá, em đánh giá là anh chị em chúng ta nên mua nền giá, mua cái điểm mua test cung ấy và điểm nổ thì chúng ta cứ ngồi chơi đợi nó test trở lại mua tiếp nhá. Anh chị cứ mở cổ phiếu lên, chẳng hạn như con cổ phiếu của HT1 đây, anh chị mua điểm nổ này đúng không ạ, mấy phiên sau rũ hết về đây đây, thế anh chị mua ở đây thì anh chị phải thiệt giá không? Đúng không ạ? Thế anh chị tại sao mua điểm mua test ở đây, thế anh chị nó nổ lên một cây, anh chị chúng ta phải tối ưu hóa lợi nhuận không, đúng không ạ? Đấy, và khi chúng ta biết được là sau điểm đó cái khả năng cổ phiếu đi lên rất là cao, 80% thì chúng ta chẳng có lý do chúng ta mua, anh chị không nhận. Rồi bên em sẽ phân tích một số nhóm ngành mà em đang đánh giá là có thể ở phiên giao dịch của ngày mai một số cái cổ phiếu nó có thể nó sẽ bật tăng nhé. Đầu tiên là em sẽ phân tích với anh chị em chúng ta là nhóm ngành cổ phiếu của thủy sản, thì em đang thấy được là có khả năng ngày mai sẽ tăng. Con IDI thì ngày mai tăng rồi chị nhá, IDI ngày hôm nay nó đã tăng và nó xác nhận một cái trend xu hướng ở đây rồi. Đấy, một trend xu hướng ở đây rồi thì chúng ta sẽ không còn cơ hội tham gia.
Nhưng có những con cổ phiếu như VSC ngày hôm nay nó là một trạng thái test khung anh chị nhá. Đấy, VSC thì sau khi đi lên này nó có hai phiên rũ bỏ và ngày hôm nay một trạng thái test khung hướng lên bên trên cùng với nó một thanh khoản rất là thấp, thì có thể ngày mai VSC sẽ là con cổ phiếu có trạng thái bật tăng tiếp theo trong ngành cổ phiếu của thủy sản anh nhá. Hay là con cổ phiếu của ANV. ANV thì ngày hôm nay cũng bảo anh chị em khách hàng là cũng có thể là lấy vị thế được, bởi vì là con ALV anh chị có thể nhìn thấy sau một cái phiên nó có dòng tiền đây này, sau một phiên nó có dòng tiền tham gia ở đây thì nó đã có một trạng thái là rũ bỏ lại cái cây tăng giá đó. Đấy, sau quá trình rũ bỏ thì chúng ta có thể nhìn thấy được giúp em là nó tạo ra cái đáy thứ nhất, sau quá trình tạo ra đáy thứ nhất thì nó có quá trình hồi phục lên bên trên, quá trình hồi phục lên bên trên ấy thì nó cũng có một trạng thái là thanh khoản tham gia vào đấy. Nhưng chúng ta nhìn thấy được thêm một cái điều nữa, nó tiếp tục rũ bỏ ở hai phiên tiếp theo và chúng ta nhìn thấy được một trạng thái là thanh khoản nó cũng thấp đi. Đấy, thì ngày hôm nay nó vòng cung hướng lên đây thì đây có thể là cái điểm mua mà em đánh giá là sẽ ổn đối với con cổ phiếu của ANV, và có thể chúng ta kỳ vọng được ngày mai sẽ quay trở lại lên và test lại vùng đỉnh ở bên trên anh chị nhá. Đó là cổ phiếu của ANV đấy, và nó đang vòng nha, đang cân bằng đây, nó giống như kiểu cái con cổ phiếu của RE ngày xưa anh chị, em đang nhìn thấy nó con giống con cổ phiếu của RE ngày xưa đây đấy, thì đang cân bằng đây thì em đang kỳ vọng đây anh chị ạ. Đấy, con RE ngày xưa cũng như vậy anh chị nhá. Đấy, thì nó cũng có những cái phiên gì anh chị ạ, cũng có những cái phiên này giảm xuống này, có những cái phiên dòng tiền vào này, sau đó nó lại giảm xuống này, test đáy lần thứ hai bắt đầu nó sẽ có những cái điểm xác nhận vòng cung hướng lên đây, thì đây là điểm chúng ta có thể tham gia được. Thì con ANV em đang kỳ vọng là ngày mai nó cũng sẽ bắt đầu là có thể là sẽ hồi phục. Đấy, chúng ta vào chúng ta phải có một điểm hai điểm thôi, chứ không phải ngày nào chúng ta vào cũng phải là chúng ta vào đây nền giá, chúng ta không phải vào đây nền giá, chúng ta không phải vào đây, chúng ta không phải vào đây vào đây vào đây, chúng ta không phải vào đấy, chúng ta vào đây, anh chị hiểu chưa? Đấy, cái điểm nền giá chứ không phải là chúng ta ngày nào chúng ta cũng mua chúng ta cũng bán bao nhiêu, đúng không ạ? Thì chúng ta mua ở nền giá như vậy chúng ta có quá là rủi ro, và chúng ta mua như vậy thì chúng ta đang mua không có phương pháp gì cả anh chị ạ. Đấy, trong ngành cổ phiếu thủy sản thì đó là một số con cổ phiếu anh chị nhá, đó là một số con cổ phiếu trong ngành cổ phiếu thủy sản anh chị mua ngày mai thì nó sẽ hơi muộn một chút. Đấy là lý do vì sao mà anh chị tham gia giúp khách hàng của em thì anh chị sẽ nhận khuyến nghị sớm nhất. MC thì nó đang tạo ra cái vùng nền giá phía trên này thì cũng có thể cái này sẽ đi thôi chị nhá. Đấy, thì thủy sản đang có những cái vùng nền giá tương đối tốt. ASM ngày hôm nay thì nó, nếu như ASM ngày hôm nay có một trạng thái test khung đây thì em sẽ tham gia nhá, nhưng mà nó kéo ngay lên bên trên thì cũng khá là khó tham gia, nhưng với một trạng thái vận động như vậy thì ASM nó có thể là sẽ tiếp tục tiến lên những vùng giá phía trên thôi. Đấy, thì trong ngày còn con cổ phiếu của ANV và VSC nó sẽ chưa tăng thì sẽ kỳ vọng ở phiên dịch của ngày mai nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng cổ phiếu của một phân bón hóa chất. Phân bón hóa chất thì em nhìn thấy có hai con cổ phiếu nhỏ nhỏ, có một con thôi, con DDV này. Đấy, con DDV này anh chị có thể nhìn thấy được là nó cũng có một cái nền tảng giá tương đối là dài, hiện tại thì nó đang gặp vùng cản đây. Đấy, thì có thể sẽ tích lũy đi ngang chị nhá. Và một điểm nữa chị có thể chú ý xem là con DDV nó đã có những cái pha chúng ta gọi là những cái pha rũ bỏ này, pha spin rồi. Đấy, sau pha spin đó thì nó bắt đầu có những dòng tiền bắt đầu vào này. Đấy, và hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy được là ngày hôm nay nó là một phiên test cung của con cổ phiếu ANDDV. Thì thực ra anh chị em chúng ta tham gia thì cũng được ở phiên dịch của ngày hôm nay chị nhá, và có thể con này nếu như tích cực ngày mai nó phi ngay nhá, ngày mai nó sẽ phi ngay đối với con cổ phiếu của DDV anh chị nhá, ngày mai sẽ có thể nó sẽ phi ngay. Đấy, còn nếu như nó tích lũy đi ngang đây khoảng 2 đến 3 phiên tới thì lại quá là tốt rồi, và nhà đầu tư chúng ta sẽ có những cơ hội để chúng ta mua mới đúng không, cổ phiếu của DDV. DDV thì em thấy cũng khá là ổn chị nhá. Đấy, nhóm anh cổ phiếu của thép thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm thôi. Thép thì anh chị nhìn thấy được những con cổ phiếu như Nam Kim nó đi này, chúng ta sẽ có những cái điểm mua nhá. Đấy, HPG, HPG thì có thể mua này. HPG thì ngày hôm nay nó là một phiên test lại chị này. Ngày hôm nay nó là phiên test lại, và chúng ta nhìn thấy được giúp em một điều ấy là điểm tốt của con cổ phiếu của HPG ấy, là cái vol của nó chị này. Đấy, vol của nó rất là kiệt rồi. Đấy, vol của nó rất là kiệt rồi. Thì ngày mai nhé, anh chị chú chưa? Nếu như chị thích con cổ phiếu HPG, ngày mai có thể sẽ tiếp tục đà tăng, nó sẽ giảm xuống bên dưới này. Đấy, nếu như giảm xuống bên dưới chị nhá, và sau đó nó có một trạng thái là rút chân lên bên trên thôi, thì anh chị chúng ta có thể lấy cho em, bởi vì nó là một trạng thái test lại đáy này. Và nếu như nó rút chân lên bên trên và ngày mai cái vol của nó kiệt ấy, thì anh chị em chúng ta có thể tham gia được nhá. Đấy, ngày mai chỉ cần vol nó thấp thôi là anh chị em chúng ta tham gia được. Nhưng mà con này nó hơi ở trong một cái điều kiện là hơi nặng mông một chút, thì anh chị em chúng ta mà có tham gia thì sẽ tùy vào cái mức độ mà anh chị em ta chấp nhận rủi ro cũng như là cái khoản lợi nhuận mà anh chị em ta mong muốn đạt được. Đấy, thì ngày mai chỉ cần giảm xuống bên dưới và nó rút chân lên thôi thì rất dễ con này trong những phiên sau đó sẽ tăng nhá. Đấy, HPG thì em thấy là cũng được, được chưa? Hoa sen thì nó sẽ xây cái nền giá đây và sẽ chờ những điểm test khung anh chị nhá. Hoa sen thì sẽ chờ thêm những điểm test khung về sau. Nhìn chung thì thép thì vẫn đang ok thôi. MC thì cũng đang tạo ra cái vùng nền giá phía trên thôi, nó cũng chưa có vấn đề gì chị nhá. MC này, MC nó kênh hơi dưới một chút, thì chúng ta chú ý những con cổ phiếu như NKG này, HPG, HSG thôi. Đấy, TLH thì cũng được anh chị nhá.
đấy, TLH ngày mai mà nó có trạng thái là đầu phiên giảm và cuối phiên rút chân lên thì chúng ta cũng có thể thăm dò được đấy. Đối với chị em chúng ta mà có sai tiền nhỏ thì có thể chú TLH được chị nhá. MC thì nó đang dao động ở đây hơi lỏng một chút thì chúng ta cũng hạn chế. Em thì em vẫn đang cầm cái MC đâu, nếu như nó yếu thì em sẽ bán cái cổ phiếu MC ra để em cơ cấu sang dòng cổ phiếu khác thôi nhá. Dòng cổ phiếu của Bank ấy, thực ra là ngày hôm nay cũng có thể anh chị em ta cũng thể mua được chị ạ, bởi vì con cổ phiếu của VPBank ấy nó đã có một trạng thái là đang cân bằng đây, tương đối là tốt rồi anh chị nhá, nó tương đối là tốt rồi, nó test đáy 3 lần rồi và ngày hôm nay nó vòng cung lên chị ạ. Nó vòng cung lên là và chúng ta nhìn thấy được là cái vòng cung lên này bắt đầu có cái yếu tố thanh khoản tham gia rồi và chúng ta nhìn thấy cái vô nó kiệt rồi đấy, thì có thể trong phiên dịch của ngày mai là con cổ phiếu VPBank nó sẽ chạy thôi anh chị nhá. Đấy thì thực ra là em cũng bảo anh chị em khách hàng ấy là anh chị em ta mà yêu thích các cổ phiếu nó chậm chậm thì có thể chú con VPBank này được đấy. Anh chị em chúng ta mà thích nhóm ngành bank ấy nó chậm quá thì nó cũng tùy anh chị em khách hàng thôi, nhưng mà em đánh giá là VPBank này rất dễ là ngày mai tăng nhá, bởi vì nó đang có xu thế là tạo đáy đây anh chị này, đấy đang có xu thế tạo đáy rồi anh chị không, như dạo trước này tạo đáy cái đi nhá. Đấy thì anh chị em chúng ta có thể chú ý được. Trong chúng ta sẽ phân tích bất động sản nhé. Bất động sản thì cơ bản là chúng ta cũng sẽ khó có điểm mua rồi. Ngày hôm nay kéo như vậy thì em cũng không phân tích bất động sản bởi vì nó rất là khó để mua. Con PDR này thì cũng được anh chị này. PDR thì ngày hôm nay là một phiên test lại đáy lần thứ hai này. Này. Đấy. Thì ngày hôm nay hướng lên thì thực ra chúng ta tham gia cũng được. Thì khả năng PDR ngày mai cũng sẽ tăng anh chị nhá. PDR thì ngày hôm nay là một phiên test hướng lên bên trên của nó này, vô nhỏ thì ngày mai có thể tăng. Nhưng con cổ phiếu như NLG ngày hôm nay tăng hở gáp như vậy thì chắc là phải đợi cho test lại đáy anh chị. Chắc phải đợi cho test lại đáy khoảng 32.9 đã thì anh chị em ta mới có thể có những điểm mua được. DG thì cũng phải đợi thôi chị ạ. DG bây giờ thì chỉ hy vọng là nó test lại đây thôi. Đấy, test lại vùng giá khoảng 18.2 ấy. Đấy, thì anh chị em ta nếu như cần test về thôi và nó rút chân lên bên trên với thanh khoản thấp thôi, được chưa? Nó có thể một phiên giảm sau đó có một phiên như đây chị. Một phiên nó có những cái phiên giảm xuống và nó có một phiên rút chân lên bên trên nhỏ như đây. Đấy và cái vol thấp này thì anh chị em ta có thể tham gia được nhá. Đấy thì chị chờ những cái phiên dịch đó. Còn hiện tại thì DG chúng ta sẽ không có những điểm mua nữa đâu, được chưa? Đấy, thì đó là một số cái cổ phiếu nhá chị nhá. Đó là một số cổ phiếu. Hay nhóm ngành cổ phiếu của điện thì chúng ta có thể chú ý được con cổ phiếu của GEG. GEG thì em đang nhìn thấy nó khá là giống con cổ phiếu của KBC chị. Đấy, nó cũng tạo ra cái mô hình là vai đầu vai chị này. Đấy, vai đầu vai và em đang kỳ vọng là con GEG sẽ bứt đi ra khỏi cái nền giá đây. Đấy, bởi vì anh chị thấy được là sau khi nó có một trạng thái là bứt ra khỏi cái vùng nền giá với cái vol vào đây tương đối là tốt này. Đấy thì nó đã có những cái phiên là rũ bỏ lại. Đấy ngày hôm qua nó có một trạng thái là rũ bỏ chị này. Đấy và cái thanh khoản ngày hôm qua rũ bỏ tương đối thấp thì ngày hôm nay nó có một cái hồi phục hướng lên bên trên đi kèm với nó một trạng thái thanh khoản của sự gia tăng. Đấy thì nếu chúng ta kết hợp hai cái nến vào đây thì nó là một cái nến test cung anh chị nhá. Đấy thì ngày hôm nay nếu như anh chị em ta lấy vị thế thì cũng được và có khả năng nó sẽ đi ngay hoặc nó có một khả năng anh chị ạ. Có khả năng sẽ đi ngay hoặc nó sẽ có một trường hợp là nó đang có những cái gap đây. Đấy thì em đang nghĩ là có thể nếu như trong một trường hợp nào đấy nó sẽ quay lại vào lớp cái gap đây. Sau khi lớp xong nó sẽ đi nhá. Đấy nhìn chung là em đang đánh giá con GEG này cũng khá là tốt khi mà nó đã có những cái phiên dòng tiền lớn liên tục tham gia đây rồi chị nhá. Đấy thì GEG thì em đánh giá cũng khá là ổn và em đang kỳ vọng giống con cổ phiếu KBC. Thì biết đâu đấy đúng không ạ? Trong một trường hợp tích cực ngày mai nó kéo ngay thì làm sao? Nhá chị nhá. Đấy GEG. GEG. Hay nhóm ngành cổ phiếu của xi măng thì chúng ta có những con cổ phiếu như HT1 này. HT1 ngày hôm nay là một trạng thái test cung anh chị nhá. Đây một điểm test cung rất là đẹp. Thì có thể ngày mai con HT1 nó sẽ đi nhá. Có thể trước mắt nó sẽ quay về vùng giá khoảng 14.5 14.6. Đấy thì ngày hôm nay cũng có khách hàng của em là lấy con cổ phiếu của HT1. Đấy, có một số anh chị em khách hàng lấy bởi vì em cũng khuyến nghị nhiều ấy. Có nhiều mã thì nhiều khi là anh chị em khách hàng là tự lấy thì cũng được anh chị ạ. Bởi vì nhiều mã quá thì tùy vào anh chị. Đấy bởi vì nhóm cổ phiếu của xi măng thì anh chị thấy được những con cổ phiếu của BCC này. Ngày hôm nay nó đã hướng lên bên trên rồi. Đấy test xong đáy rồi anh chị này. Test xong đáy rồi, hướng lên bên trên, quá đẹp rồi. Đấy ngày mai nó sẽ tiếp tục nó đi thôi anh chị nhá. Đấy con này nó đã rũ bỏ xong rồi đây. Thì rất dễ là con này sẽ bước vào cái những con sóng ít nhất nó sẽ tăng về vùng đỉnh phòng giá 12.8 nhá anh chị nhá. Đấy. Nên cho chúng ta vào xi măng thì chú ý được con HT1 BCC được rồi. Được chưa? HT1 ngày mai test cung thì rất dễ ngày mai sẽ nổ chị nhá. Rất dễ ngày mai sẽ nổ đúng không? Cổ phiếu của HT1. Cái này trong khóa học của em thì có chia sẻ. Thì đó là một số cái chia sẻ về cái phiên dịch của ngày hôm nay cũng như một số cái cổ phiếu. Tất nhiên là chúng ta sẽ còn những cái con cổ phiếu khác thì anh chị em chúng ta mà muốn biết chi tiết thì chị tham gia với Zoom khách hàng của em. Nếu như chị có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc là công ty chứng khoán Techcombank TCBS, anh chị gắn ID của em hoặc chị có thể tham gia dưới Zoom thu phí. Và rất mong anh chị đang xem kênh của em bỏ một chút thời gian ra để like video ủng hộ em anh chị nhé. Bởi vì những cái nút like của anh chị hoàn toàn miễn phí nhưng nó sẽ tăng cái tính tương tác kênh của em lên và sẽ đề xuất đến nhiều người hơn nữa. Và rất là cảm ơn anh chị và chúc anh chị em chúng ta sẽ có những cái phiên dịch tiếp theo gặp nhiều may mắn.